Liên quan đến việc chỉnh sửa thông tư số 06, mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 10, trong đó ngưng hiệu lực thi hành một số điều khoản tại thông tư số 06 như yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Những điều khoản của thông tư 06 này đã có nhiều phản hồi thời gian qua từ phía doanh nghiệp bất động sản. Theo đó, khoảng 8, khoảng 9 và khoảng 10 điều 8 của thông tư số 06 có nhiều điểm mà doanh nghiệp bất động sản đề nghị sửa đổi nhất. Ngưng hiệu lực 3 khoản trong thông tư 06 cũng đã được nhiều chuyên gia đề xuất trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, cần ưu tiên hơn nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 3 khoản của thông tư 06 sẽ được tạm ngưng cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này. Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.